Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại cùng với chuyên mục Nhà đẹp Kaito. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Minh Thưởng cùng với Nhà đẹp Kaito lại tiếp tục mang tới cho quý vị về những mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mà chúng tôi đang trực tiếp thi công thiết kế dành cho các hộ gia đình tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Minh Thưởng đang có mặt tại thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tại nhà anh Duy, chị Thúy để giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mà đang được ưa chuộng và yêu thích. Và xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong chúc mừng tân gia và tham quan một vòng cùng với Minh Thưởng nhé. Xin mời. Và kính thưa quý vị, hiện tại đây thì Minh Thưởng đã có mặt tại nhà anh Duy, chị Thúy để qua đó giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái bằng mà chúng tôi đã trực tiếp thi công và thiết kế dành cho anh chị. Và chúng ta sẽ cùng chào đón chị Thúy. Dạ vâng, em chào chị ạ. Thì thưa chị, ngày hôm nay thì nhân dịp là bàn giao nhà mới thì em Minh Thưởng đại diện nhà đẹp Kaito có tới có món quà để một thay một lời chúc mừng. Và bên cạnh đó là một lời cảm ơn chân thành tới anh chị nhà mình vì sự tin tưởng cũng như là lựa chọn của anh chị dành tặng tới nhà đẹp Kaito chúng em. Dạ vâng, thì tại đây thì em cũng xin phép là có một vài câu hỏi dành tặng tới chị Thúy. Đầu tiên là chị có thể là nêu một vài cảm nhận của mình này về thiết kế cũng như là sau khi mình nhận bàn giao công trình mà bên em dành tặng cho anh chị đúng không ạ? Dạ vâng, thì hai vợ chồng em là quyết định xây nhà và thuê bên Kaito để làm thiết kế. Dạ vâng. Thì khi anh nhận bản thiết kế và hoàn thiện ngôi nhà lên thì vợ chồng em rất chi là hài lòng. Dạ vâng. Vâng. Dạ. Ngoài ra thì chị thấy rằng là trong cái quá trình mà ban đầu khi mà mình tìm về thiết kế này đó thì chị cảm nhận sao về cái đội tư vấn ở bên nhà đẹp Kaito chúng em ạ? Vâng, em thấy đội tư vấn ở bên công ty mình rất nhiệt tình ạ. Dạ vâng. Có thắc mắc gì gọi hỏi anh là anh tư vấn trả lời luôn. Dạ vâng, vâng. Thế nên dạ vâng, bởi vì trong bất kỳ một công trình mà bên nhà đẹp Kaito chúng em đảm nhận thì bên em đều mong muốn là tất cả những cái quá trình từ chỉnh sửa này rồi là ý kiến anh chị thì bên em đều tìm hiểu mong muốn và sau đó thì mang lại một cái ngôi nhà toàn diện nhất cho anh chị. Và bên cạnh đó thì em thấy rằng là hầu như trong quá trình khi mà em xuống với khu vực nhà mình ấy, thì xung quanh hầu như là rất là khó để nhận biết một cái công trình như thế này đúng không ạ? Yeah. Thì không biết rằng là hàng xóm xung quanh sau khi mà thấy về một ngôi nhà cô vô cùng là đẹp sang trọng như này thì cảm nhận như thế nào về bản thiết kế của nhà mình ạ? Vâng, thì hàng xóm xung quanh ấy, người ta họ đến chơi, thế vâng. Là họ cũng khen và có một số người cũng xin bản thiết kế. Dạ vâng. Vâng đấy. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì em phải nói rằng là Tết gần tới rồi đúng không ạ? Vâng. Mà nhà rất là đẹp rồi và không có một điều gì tuyệt vời hơn để chúng ta cùng chào đón một năm 2022 đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, và cũng xin là cảm ơn anh chị rất nhiều vì sự tin tưởng cũng như là sự lựa chọn dành cho nhà đẹp Kaito chúng em. Và tại đây thì em cũng xin phép chị Thúy đó là đưa toàn thể quý vị khán giả đang đón xem thì sẽ đi tham quan qua một vòng về ngôi nhà để quý vị có thêm được cái nhìn cũng như là ý tưởng để xây dựng thêm một ngôi nhà ngay tại khu vực mảnh đất của mình đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, em chào chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được phỏng vấn và ý kiến của chị Thúy về ngôi nhà mà chúng tôi đang trực tiếp xây dựng dành cho anh chị tại Bắc Ninh. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng tham quan một vòng cùng với Minh Thưởng nhé. Xin mời. Và vị trí của Minh Thưởng đang đứng ở đây chính là sân của ngôi nhà anh Duy, chị Thúy. Thì kính thưa quý vị, sau khi mà chúng tôi trực tiếp về đo đạc cũng như là tìm hiểu về sở thích của anh chị thì với bất kỳ một ngôi nhà chúng tôi cũng đều bay flycam này. Bên cạnh đó là đo về phong thủy và đo về diện tích đất. Thì ở đây quý vị thấy rằng là với khuôn viên 2 tầng mái Nhật này thì chúng tôi thiết kế với mặt tiền là chiều dài 8,9m. Còn chiều sâu của công trình thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 15,9m. Tổng diện tích của công trình là khoảng 145m2. Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về khuôn viên cũng như là hình thái bên ngoài nhé.
Thì với mong muốn của anh Duy và chị Thúy thì sẽ có một ngôi nhà cách tân này, hiện đại và mang phong hưởng châu Âu. Thì ngoài việc là thể hiện một hình hố chắc chắn, khỏe khoắn thì màu sắc ở bên ngoài cũng là một yếu tố rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ mang theo tính cổ điển hay là hiện đại. Và theo như mong muốn của anh Duy và chị Thúy thì chúng tôi đã lựa chọn với màu sắc tổng thể của ngôi nhà là màu trắng kết hợp cùng với màu xanh của ngói primer. Thì quý vị thấy rằng là với màu trắng như này thì nó sẽ mang một cái phong thái của châu Âu rất đẳng cấp, tinh tế và mang lại một sự tươi mới dành cho không gian trong ngôi nhà của anh Duy và chị Thúy, đúng không ạ? Và để điểm nét hơn trong ngôi nhà thì quý vị thấy rằng là ở phía tầng 2 và tầng 1 thì chúng tôi kết hợp thêm những cái đường chỉ màu xám xanh tạo điểm nhấn hơn dành cho khu vực mái hiên này. Rồi và đặc biệt hơn, quý vị thấy rằng là ở ngay phía khu vực tầng 1 thì ở khu vực chân tường này, rồi là khu vực của hành lang thì chúng tôi ốp những cái gạch thẻ tạo điểm nhấn đẹp hơn, trông lạ mắt hơn và thu hút ánh nhìn hơn rất nhiều. Tiếp tục là quý vị thấy rằng là xung quanh của ngôi nhà chúng tôi kết hợp thêm những cái hệ đèn LED, đèn âm trần, rồi là đèn H2 chiều để giúp cho ngôi nhà của chúng ta lung linh và đẹp hơn vào ban đêm. Vâng, tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiến về phía bên trong để nhìn rõ hơn nhé. Và với một cái khuôn viên tầm 140m² mà anh Duy, chị Thúy muốn rằng là sẽ có một ngôi nhà nhìn cao ráo, khang trang thì chúng tôi đã sử dụng với hệ bậc lại hành lang là bậc ngũ cấp. Và đá ở đây là chúng tôi sử dụng đá kim sa nha quý vị, vừa mà có tính thẩm mỹ cao, bền, đẹp. Mà bên cạnh đó thì chúng tôi kết hợp xen kẽ hai màu sắc là đỏ và đen tạo điểm nhấn hơn dành cho công trình. Ngoài ra thì phía khu vực hành lang thì chúng tôi cũng làm đua ra khoảng độ tầm 1m. Thì ở đây vào dịp Tết thì anh chị muốn có nơi để đặt những cây đào này, cây quất ở phía trước khu vực phòng khách, tạo điểm nhấn và đẹp hơn rất nhiều. Quý vị thấy rằng là bất kỳ một công trình của nhà đẹp Kaito chúng tôi khi mà thiết kế thì cũng đều sử dụng những cái hệ cột rất là lớn như này, to và chắc. Và chúng tôi kết hợp thêm những cái đường chỉ màu xám như này tạo điểm nhấn hơn. Ở phía dưới của khu vực cột thì chúng tôi ốp những cái dạng đá tạo một điểm nhấn đẹp và tinh tế, mang một phong cách sang trọng đẳng cấp. Và chưa hết thì anh Duy mong muốn rằng là sáng sớm khi mà anh thức dậy thì anh có thể là cầm một ly cà phê, ngoài việc là ngắm nhìn ở những cái hàng vườn hoa xung quanh, thì anh muốn xung quanh ngôi nhà mình cũng có những cái nơi để mà anh trồng cây cảnh, cây hoa. Thì chúng tôi cũng thiết kế thêm những cái hệ bồn hoa ở hai bên. Đây, quý vị thấy không ạ? Chúng tôi thiết kế thêm những cái hệ bồn hoa ở hai bên. Đó, thì tại đây thì anh chị trồng rất là nhiều những cái cây xanh và cây hoa sáng sớm để anh Duy sau khi mình tập gym hoặc là mình thắng dậy mình lầm cầm một ly cà phê thưởng thức rất là đẹp. Rồi, và cùng với đó thì để tô điểm nét hơn thì quý vị thấy rằng là hệ cửa chính này và khu vực cửa sổ của ngôi nhà chúng tôi làm khác chất liệu. Với cửa ra vào thì là cửa gỗ lim Nam Phi, còn phía khu vực cửa sổ tầng 1, tầng 2 thì chúng tôi sử dụng đó là nhôm sinh pha màu đen kết hợp cùng với kính cường lực tạo điểm nhấn và cách tân hiện đại hơn rất nhiều. Rồi, tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ lên khu vực bên trên nhé. Thì kính thưa quý vị, ngay phía khu vực trước khi vào phòng khách thì ở đây chúng tôi đã sử dụng ốp những cái gạch mà có một cái thảm mang một cái hình thái của chống đồng Đông Sơn rất đẹp, rất chi tiết. Ngoài ra thì khi mà bước vào như này thì chúng ta sẽ cảm nhận một cái điểm đẹp ngay từ khu vực phòng khách đi ra hoặc là từ bên ngoài chúng ta bước vào. Rồi, và đây chính là không gian bên trong tầng 1 của gia đình anh Duy. Thì với mong muốn của anh Duy, tầng 1 thì sẽ có một không gian là một phòng thờ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng dành cho ông bà. Bên cạnh đó là có một phòng vệ sinh chung để cho các hành khách cũng như là ông bà sử dụng. Thì anh muốn rằng là làm sao tất cả không gian ở đây vừa rộng rãi, thoáng mát mà có đầy đủ sự tiện nghi nhất. Thì trước khi mà chúng tôi nói về diện tích thì xin mời quý vị sẽ điểm qua về cái hệ cửa ra vào đầu tiên. Thì ở đây thì chất liệu cửa ra vào chúng tôi sử dụng đó chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Với chất liệu này vừa có độ bền cao, đẹp, chi phí vừa phải. Mà bên cạnh đó thì cái vân gỗ này thì nó cũng rất là đẹp. Và khi mà chúng ta sử dụng ấy mang một cái sự sang trọng đẳng cấp hơn rất nhiều. Và cùng với đó thì để tô điểm thêm về cái hệ cửa ra vào thì chúng tôi lắp thêm những cái hệ kính ở bên ngoài như này. Đó, để trước hết là gì? Đẹp hơn này. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mà anh chị sử dụng thì sẽ có thêm ánh sáng cũng như là độ thông thoáng dành cho căn phòng khách của chúng ta.
Rồi, về phía khu vực của và tiếp theo thì kính thưa quý vị, đối với không gian phòng khách này thì anh Duy mong muốn rằng là khi mà tất cả thành viên này, rồi là những cái khách hàng, rồi là những vị khách của gia đình bước vào sẽ cảm nhận một cái sự sang trọng đẳng cấp nhất có thể cho anh và mang lại sự hiện đại. Thì ở đây chúng tôi đã phối hợp đó chính là kết hợp màu trắng của tường và ở phía dưới thì chúng tôi sử dụng đó là gạch men đá, mang lại một phong hưởng vừa hài hòa, sáng và khiến cho ngôi nhà của chúng ta kể cả ban ngày hay ban đêm đều mang lại một cái sự sáng và một sự gì đó rất là sang trọng và tinh tế. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là gì ạ? Ở đây thì chúng tôi cũng lắp thêm những cái gạch vân đen như này đấy để làm đường chỉ này, để làm sao để khu vực phòng khách của chúng ta nổi bật lên rất đẹp, rất độc đáo và tinh tế, đúng không ạ? Và tổng diện tích của khuôn viên phòng khách phòng thờ thì chúng tôi thiết kế dành cho gia đình anh Duy với diện tích là 45m². Thì quý vị thấy rằng là với một diện tích khá là rộng như này và để thuận tiện cho việc đi lại thì chúng tôi đã bố trí khu vực bàn uống nước này, rồi là khu vực tủ kệ tivi cùng một phía với nhau, để trong quá trình mà các thành viên di chuyển thì chúng ta sẽ có một cái hành lang thẳng từ khu vực của phòng khách và phòng bếp và phòng ngủ và khu vực cầu thang. Tiếp theo thì quý vị thấy rằng là ở khu vực của phòng khách này thì chúng tôi thiết kế với đây chính là trần thạch cao và thiết kế với rất một cấp, trông nó tinh tế hơn, đẹp hơn rất nhiều. Và để lung linh hơn thì quý vị thấy rằng là chúng tôi lắp rất là nhiều những cái đèn âm trần. Cùng với đó thì ở ngay chính giữa phòng khách thì chúng tôi thiết kế với một cái hệ đèn quạt đó, vừa mang lại một cái độ mát tỏa ra khắp mọi nơi, mà bên cạnh đó thì cái hệ đèn này vừa mang tính thẩm mỹ cao, đẹp mà lại mang được ánh sáng đầy khắp mọi nơi. Rồi và như tôi có chia sẻ thì là anh chị có mong muốn độ thoáng và những ánh sáng, thì ở đây ở phía của phòng khách chúng tôi thiết kế với hai cái hệ cửa sổ rất là lớn như thế này đó, thì cùng với đó là rèm ở bên trong để giúp anh chị là khi mà mình cần sự riêng tư thì mình sẽ kéo rèm xuống, còn không thì mình sẽ kéo lên để lấy được đầy đủ ánh sáng cũng như là độ thông thoáng dành cho căn phòng khách của chúng ta. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ nhé. Thì kính thưa quý vị, để một tạo một sự nghiêm trang này thì ở đây quý vị thấy rằng là chúng tôi đã kết hợp thêm một cái hệ vách ngăn bằng gỗ rất đẹp và vừa mang lại tính thẩm mỹ cao dành cho phòng khách, và thứ hai là cũng sẽ tách biệt riêng phòng khách và phòng thờ cho nhau. Về ở khu vực này thì chúng tôi ốp những cái miếng gỗ nha quý vị, đó vừa đẹp vừa có độ bền rất là tinh tế. Rồi tiếp theo thì xin mời quý vị vào bên trong không gian của phòng thờ. Thì đây là phòng thờ liền kề cùng với phòng khách mà chúng tôi đã thiết kế dành cho anh chị. Thì quý vị thấy rằng là ở phía phòng thờ này thì ngoài việc là tạo một không gian riêng tư này thì về cái vấn đề phong thủy cũng rất là được chú trọng. Bởi vì khi mà chúng tôi lên thiết kế cũng như lên ý tưởng dành cho anh chị thì chúng tôi cũng phải đo đạc về hướng nhà cũng như độ tuổi của anh Duy. Thì chúng tôi đặt vị trí bàn thờ vừa là nơi tọa cát hướng cát để mang lại cái độ phong thủy tốt cũng như là hạnh phúc của gia đình. Và tương tự dành cho khu vực phòng khách thì ở đây để giúp cho khu vực phòng thờ của chúng ta có sự thông thoáng đẹp hơn thì quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng sử dụng một cái hệ cửa sổ rất lớn với 4 cánh như thế này đó, và kết hợp cùng với rèm bên trong để trong quá trình khi mà chúng ta có những cái dịp dỗ chạm thắp hương thì chúng ta mở cửa ra tạo một cái sự thông thoáng và lấy được đầy đủ ánh sáng dành cho khu vực phòng thờ. Và quý vị thấy rằng là gì ạ? Ở đây bất kỳ một cái khu vực mà ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng đều đưa ý tưởng chính là ốp những cái đường chỉ đen đá như này âm trần âm tường đó, để làm sao mà trong quá trình khi mà chị Thúy mình dọn dẹp nhà cửa ấy thoải mái hơn, cũng không phải vướng bận về những cái đường bụi ở phía trên khu vực đường chỉ đen, đúng không ạ? Rồi tiếp theo về hệ trần ở đây thì chúng tôi sử dụng nguyên bản nha quý vị, không trần cấp, tường thạch vẫn là trần thạch cao nhưng mà ở đây thì chúng tôi để nguyên và kết hợp thêm những cái đường sơn giả vân gỗ đấy rất đẹp và tinh tế, và cùng với đó là lắp những cái đèn âm trần và đèn trang trí như này để tạo cái nét đẹp, nét nổi bật hơn dành cho phòng thờ của gia đình anh Duy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp của anh chị. Thì cũng tương tự với không gian của khu vực phòng thờ
Thì ở đây chúng tôi cũng sử dụng một cái vách ngăn bằng gỗ rất là to như thế này, vừa có thêm cái diện tích để anh chị đặt những cái đồ trang trí như là bình rượu ở đây này, rồi là những cái đồ trang trí mà anh chị đang có tại sắp tới như là lọ hoa, vừa tạo thêm nét đẹp dành cho không gian của khách. Cái thứ hai là tạo sự riêng tư dành cho khu vực bếp ăn khi mà các thành viên của chúng ta sử dụng. Thì với khuôn viên của khu vực phòng bếp ăn này thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 18,5m². Thì khi mà chúng tôi xuống thì chị Thúy có nói rằng là với cái không gian của phòng bếp này thì chị cũng muốn có một sự sang trọng đẳng cấp để trong quá trình khi mà gia đình mời tiệc dành cho các vị khách thì họ cũng cảm nhận được cái sự tinh tế ở đây. Thì kính thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với sự tinh tế ở đây thì quý vị thấy không ạ? Bất kỳ một cái hệ bàn rồi là hệ nấu ăn ở đây thì chúng tôi cũng đều thiết kế làm sao mà nó khuôn theo cái khu vực của gia đình và khuôn theo cái địa hình của ngôi nhà. Thì cái dạng bếp đây là chúng tôi thiết kế theo dạng chữ L, vừa có tăng diện tích tối đa dành cho công trình, và cái thứ hai nữa là có thêm cái diện tích xung quanh tạo sự rộng rãi khi mà chúng ta đặt một bàn ăn ở chính giữa. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta thiết kế như này thì việc mà chị Thúy lấy đồ ăn từ khu vực tủ lạnh này sang khu vực nấu ăn rồi là khu vực rửa bát rất là tiện, thuận tiện trong việc đi lại rất nhiều. Và khu vực mà bếp đặt đây ấy, thì chúng tôi cũng thiết kế làm sao để mà tọa hung và hướng cát hợp phong thủy nhất dành cho không gian bếp. Rồi, và bên cạnh đó thì quý vị thấy không ạ? Về phía mặt của bếp này thì chúng tôi cũng sử dụng đó là mặt đá nha quý vị, để có độ bền cao cũng như là chấm ẩm mốc rất là tốt, rất là chắc chắn. Về phía phòng bếp này thì chúng tôi cũng sơn dạng sơn giống như khu vực phòng khách thôi, để làm sao mà với không gian bếp như này mà chúng ta cũng có sự sáng và có sự tươi mới dành cho không gian bếp này. Ngoài ra thì phía khu vực trần thì chúng tôi cũng thiết kế với hệ giật một cấp và cùng với đó là lắp những cái đèn âm trần như thế này. Đó, rất là sáng, rất đẹp. Và ở phía phòng khách này thì chúng tôi sử dụng cũng là một cái quạt trần cho quý vị, để quá trình khi mà gia đình chúng ta ngồi ăn ở chính giữa như này thì tất cả các thành viên của chúng ta đều được hưởng độ mát, thay vì là chúng ta cắm những cái dạng quạt cây. Rồi, tiếp theo thì ở ngay bên cạnh của khu vực phòng và bếp thì chúng tôi đã tận dụng làm nơi một phòng sinh hoạt chung và một khu vực phòng ướt như thế này, để chị Thúy có thể là phơi đồ cũng như là giặt giũ quần áo ở đây rất là tiện. Và ở trong này thì chúng tôi dành và thiết kế với diện tích là 4,5m² để làm một phòng vệ sinh chung. Thì ở trong này thì chúng tôi ốp những cái dạng đá gạch đó để tạo một cái độ bền cao, cũng như là trong quá trình sử dụng thì chị Thúy có thể là tiện và dễ dàng lau chùi hơn rất nhiều. Còn ở phía dưới khu vực sân ướt này thì chúng tôi ốp những cái gạch đỏ, gạch men đỏ như này đó, để trong quá trình khi mà chị Thúy mình giặt quần áo ấy, thì chống trơn trượt. Và chúng ta sẽ đến với phòng khép kín ở tầng 1. Thì với phòng này thì theo như anh Duy và chị Thúy có chia sẻ rằng là anh muốn tạo một không gian riêng tư dành cho ông bà ở đây. Thì với khuôn viên của diện tích phòng này thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 16m. Và tổng thể trong công trình này thì sẽ bao gồm là vừa phòng ngủ này, và bên trong thì cũng sẽ có một phòng vệ sinh dành cho ông bà. Thì quý vị thấy rằng là tất cả những cái hệ công trình đây thì chúng tôi cũng đều thiết kế và bày bố trí làm sao khoa học nhất, từ khu vực bàn trang điểm này, khu vực rồi là giường ngủ này và khu vực tủ quần áo đây. Chúng tôi cũng bố trí làm sao để có vừa độ thoáng, độ rộng rãi trong quá trình mà di chuyển. Và đây thì chúng tôi cũng lắp thêm một cái tủ kệ TV để ông bà có sự riêng tư vào buổi tối. Và anh chị có nói rằng là ông bà rất là thích cái sự thoáng mát và có đầy đủ ánh sáng. Thì ở ngay ở hai phía bên cầu phía đầu giường ấy, thì chúng tôi lắp những cái hệ ô cửa sổ đơn như này. Đó, vừa lắp rèm bên trong và phía bên ngoài thì ông bà có thể là mở ra để lấy đầy đủ ánh sáng, sự thông thoáng cho cả mùa hè cũng như là mùa đông. Rồi, tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ đến với không gian phòng vệ sinh nhé. Thì kính thưa quý vị, ở trong phòng vệ sinh này thì chúng tôi cũng thiết kế với diện tích là 5,5m², cũng đầy đủ không gian riêng tư bao gồm là khu vực nước rồi là khu vực khô, và cũng giống như khu vực phòng vệ sinh bên ngoài, chúng tôi cũng thiết kế với những cái dạng đá ốp tường này rồi là đá lát trần như này, để trong quá trình khi mà ông bà sử dụng
cũng tiện nghi hơn và bền đẹp và chống trơn trượt. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một cái ô thoáng để có đầy đủ ánh sáng và không khí ở trong khu vực phòng vệ sinh này để cho ông bà tiện sử dụng. Và trước khi mà chúng ta lên tầng 2 thì Minh Thường sẽ bật mí cho quý vị về một cái sự tận dụng rất là hữu ích trong cái gian phòng của chúng ta. Thì ở đây về với anh chị Duy và với anh Duy và chị Thúy thì chúng tôi đã tận dụng thêm cái khu vực hầm của cầu thang để làm khu vực tủ cất đồ đây. Đó, thì quý vị thấy rằng là đối với cái việc mà chúng ta sử dụng cái hầm cầu thang như này, vừa có thêm không gian cất đồ này, khiến cho không gian phòng khách của chúng ta gọn gàng hơn, ngăn nắp hơn, cũng như là các con của chị sẽ có thêm cái không gian để chúng ta cất đồ chơi, rất là tiện đúng không ạ? Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khu vực của cầu thang. Thì các thưa quý vị, khi mà chúng tôi đo đạc cầu thang đây ấy, thì chúng tôi cũng làm sao mà vừa có sự tinh tế, đẳng cấp, bên cạnh đó là sự rộng rãi trong một quá trình mà chúng ta đi lại của các thành viên. Thì ở đây chúng tôi sử dụng đó là đá kim sa cùng với mặt đen và cổ trắng, vừa tạo điểm nhấn trong quá trình bạn đi lại dễ dàng hơn. Và quý thấy rằng là cái hệ lan can ở đây thì hầu như chúng tôi sử dụng đó chính là gỗ lim nam phi, một chất liệu rất là bền, đẹp. Mà bên cạnh đó thì trong quá trình mà di chuyển lên tầng 2 ấy, thì các vị khách rồi là các thành viên của gia đình sẽ cảm nhận được cái sự an toàn. Và bên cạnh đó là sự đắt tiền của khu vực cầu thang đúng không ạ? Quá đẹp. Rồi, và với khu vực của cầu thang như này thì khi mà chúng tôi tính toán thì cũng phải đo về chiều cao để làm sao mà trong quá trình mà chúng ta xây dựng ấy thì cái hệ bậc cầu thang chúng ta di chuyển là bậc 21 hoặc là bậc 25. Thì với bậc cầu thang của gia đình chị Thúy, anh Duy thì là số 25, thì theo phong thủy nó là chữ sinh để mang lại may mắn, hạnh phúc dành cho gia đình anh chị. Và để trong quá trình mà khi các thành viên cũng như là các khách hàng của gia đình di chuyển ấy, thì để có đầy đủ ánh sáng cũng như không khí ở đây thì chúng tôi cũng có lắp một cái hệ ô cửa sổ rất lớn như thế này. Đó, thì anh chị khi mở ra thì sẽ có lấy được ánh sáng bên ngoài cũng như là không khí. Cùng với đó là một cái hệ đèn trang trí ở đây, để ban đêm thì anh chị mở đèn lên ấy, thì các thành viên di chuyển nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với không gian trên tầng 2 mà chúng tôi đã trực tiếp thiết kế dành cho anh Duy và chị Thúy. Thì với tầng 2 như này thì anh Duy mong muốn rằng là sẽ dành ra khu vực phòng sinh hoạt chung này, một ban công và 3 phòng ngủ, cùng với đó là một phòng vệ sinh sinh hoạt chung để cho các thành viên ở trên tầng 2. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ về không gian ở đây nhé. Thì với khu vực phòng sinh hoạt chung thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 21m2. Thì ở đây quý vị thấy rằng là khi mà chúng tôi thiết kế ở ngay chính giữa tầng 2 như này thì sẽ tạo một cái không gian đi lại nó thuận tiện ở 3 phòng ngủ trên tầng 2. Bên cạnh đó thì ở đây chúng tôi thiết kế với một cái hệ cửa ra vào rất là lớn như thế này, kết hợp của nhôm sinh pha cùng với kính cường lực, để trong quá trình khi mà chúng ta di chuyển ra khu ban công như này, cùng với đó là chúng ta ngồi ở phòng sinh hoạt chung, có được đầy đủ ánh sáng và sự không khí dành cho khu vực tầng 2. Rồi, quý vị thấy rằng là đối với tầng 2 như này thì anh Duy muốn rằng là cái nơi này thì khi mà gia đình ngồi đây ấy, thì có thể là ngắm nhìn một cái không gian ở bên ngoài cây cảnh, cũng như là đặt một cái hệ bàn ăn và một cái bàn uống trà ở bên ngoài. Đấy, để anh ăn sáng và anh uống trà thưởng thức. Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ ra bên ngoài ban công nhé. Đấy, thì quý vị thấy rằng là cái hệ cửa ở đây thì chúng tôi sẽ làm cái cửa kéo như này. Đó, để trong quá trình mà chúng ta di chuyển ra ngoài chúng ta sẽ tiết kiệm được không gian hơn. Và quý vị thấy rằng là ở phía bên ngoài của khu vực sảnh tầng 2 ấy, thì anh Duy muốn rằng là đây là không gian thoáng mát, gần gũi thiên nhiên nhất. Và anh sẽ là người mà đặt những cái cây chậu xanh đây. Thì chúng tôi cũng đã thiết kế với cái hệ mặt sàn đây là cái gạch đá men cỏ. Wow, hệ gạch, chúng tôi thiết kế với hệ gạch men cỏ như này, cũng là những cái hệ gạch mà trang trí làm cái đường vân chỉ đây, cũng là màu xanh. Nó sẽ là phù hợp với những cái hệ cây cảnh ở đây, rất đẹp, rất thông thoáng, và mang lại một cái sự thư thái, sự thư giãn vào buổi sáng dành cho anh chị. Rồi, và ở phía trên thì quý vị thấy rằng là chúng tôi làm một cái hệ mái đua ra là bằng bê tông. Và phía trên thì chúng tôi sau này sẽ lắp một cái kính cường lực. Đó, để anh chị nhà mình chúng ta sẽ có được đầy đủ ánh sáng vào buổi sáng này. Rồi là chúng ta tắm nắng, rồi chúng ta thưởng thức cà phê. Wow, rất đẹp đúng không ạ?
Rồi và tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ vào không gian ở các phòng còn lại ở trên tầng 2 nhé. Thì đây chính là phòng đầu tiên của khu vực tầng 2. Thì với phòng này thì anh chị dành cho người con gái của anh chị. Thì ở bên trong thì chúng tôi cũng thiết kế đầy đủ không gian, bao gồm đó là một chiếc giường này, rồi là một tủ quần áo rất là lớn để cho cháu có thêm không gian để mình cất đồ, cất quần áo rộng rãi hơn rất nhiều. Và với cái việc mà học hành ấy, thì để thuận tiện nhất dành cho cháu thì quý vị thấy không ạ? Chúng tôi cũng sử dụng những cái hệ cửa ra vào khu vực hành lang này rất lớn như thế này, vừa có đầy đủ ánh sáng khi mà cháu học vào ban ngày, cũng như là sự thông thoáng dành cho cháu trong quá trình sử dụng. Kết hợp cùng với đó là cái hệ rèm bên trong để khi một buổi tối thì cháu có thể khép lại để lấy sự riêng tư dành cho chính căn phòng này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thiết hợp thêm những hai cái hệ cửa sổ đơn như này. Đó, còn trần thì chúng tôi kết hợp với những cái đường nét sơn dạ vân gỗ. Đó, rất là đẹp, rất tinh tế, mang lại sự điểm nhấn và sự tinh tế dành cho khu vực của cháu. Rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phòng tiếp theo nhé. Thì với phòng tiếp theo như này thì anh Duy hiện tại đang bỏ trống. Thì cũng diện tích tương tự với phòng của cậu cháu gái là 16m2. Thì phòng này thì hiện tại thì anh cũng đang để mà mình làm một phòng tập thể dục, tập gym. Thì ở trong này thì cũng giống như là phòng bên kia thôi. Chúng tôi cũng thiết kế đầy đủ những cái ô cửa sổ như thế này. Đó, quý vị em ạ. Đó, những ô cửa sổ như này. Vừa tạo sự thông thoáng, thoáng mát, rồi là có ánh sáng dành cho căn phòng. Rất đẹp. Tiếp theo. Thưa quý vị, ở đây chính là phòng vệ sinh chung ở trên tầng 2 dành cho các thành viên của gia đình anh Duy. Thì với phòng vệ sinh này thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 5m2. Và chúng tôi cũng phân chia rõ ràng từ khu vực ướt và khu vực khô để trong quá trình mà các thành viên của chúng ta sử dụng tiện nghi hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Và cũng tương tự như ở dưới thì chúng tôi cũng lắp thêm một cái ô thoáng bên trong như này để trong quá trình mà sử dụng thì các thành viên của chúng ta có sự thông thoáng và có ánh sáng. Cũng như là ở tầng dưới thì chúng tôi cũng ốp những cái gạch men như này từ khu vực tường rồi là khu vực sàn, vừa tăng tính độ bền cao cũng như chống trơn trượt dành cho các thành viên trên tầng 2 của chúng ta sử dụng. Và phòng cuối cùng ở đây trên tầng 2 chính là phòng mà dành cho vợ chồng của anh Duy và chị Thúy. Thì phòng này cũng là một phòng khép kín mắt thơ. Thì ở đây chúng tôi cũng thiết kế với diện tích không gian phòng ngủ là 16m cộng với một diện tích của phòng vệ sinh bên trong cũng với diện tích là 4m2. Thì ở đây quý vị thấy rằng là với cái khuôn viên như này thì chúng tôi cũng thiết kế rất là nhiều những hội ô cửa sổ đấy, ở hai bên để trong quá trình khi mà anh chị sử dụng cũng sẽ có sự thông thoáng và có đầy đủ ánh sáng. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì Minh Thưởng đã giới thiệu và mang tới cho quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mà chúng tôi đã trực tiếp thiết kế dành cho gia đình của anh Duy và chị Thúy ở Bắc Ninh. Và nếu như quý vị cũng yêu thích về mẫu nhà này thì đừng quên ngần ngại hãy gọi tới số hotline của nhà đẹp Cato qua số 0844 878 666 để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi mang tới cho quý vị về những ngôi nhà tuyệt vời nhất. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh và để lại phần bình luận của quý vị ở ngay phía dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!